Sau 4 mùa phim sắm vai như một bản hit toàn cầu đã đưa tên tuổi của Netflix lên tới đỉnh cao của điện ảnh trực tuyến. Sex Education đã chính thức khép lại với hồi kết trọn vẹn cho toàn bộ các thanh thiếu niên được yêu thích ở trường học Model. Cùng với đó là một bài học sau cuối đầy đắt giá về tình yêu để chia tay người hâm mộ sau nhiều năm gắn bó. Nếu bạn vẫn chưa theo dõi các mùa trước đây của Sex Education hoặc do cày phim mà đã quên hết tất cả các diễn biến chính đã xuất hiện thì có thể tìm đến các video trước đây từng được World Movie thực hiện. Trước khi bắt đầu thì World Movie có một thông báo nho nhỏ rằng Coolmate đang có chương trình khuyến mãi tháng 12 với giá trị đơn hàng trên 349k sẽ được giảm 30k khi nhập mã W2W30K. Link khuyến mãi chúng mình có để ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào đó để tham khảo nhé. Còn bây giờ không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những gì được diễn ra trong season thứ 4 của loạt phim giáo dục giới tính này nhé. Let's go! Đối với bất kỳ một TV series dài tập nào, lấy quá trình trưởng thành làm trọng tâm phát triển, thứ chờ đợi người hâm mộ cũng như các nhân vật ở mùa phim cuối cùng luôn là sự thay đổi. Nó có thể diễn ra đầy tiếc nuối, không đúng với những gì mà chúng ta đã kỳ vọng. Tuy nhiên, đó mới chính là hiện thực của sự trưởng thành, khi ai rồi cũng phải có cho mình một lối đi riêng, không thể cứ mãi cố chấp niềm vui tuổi trẻ. Mùa phim thứ tư, chặng hành trình cuối của Sex Education cũng trình bày rất nhiều bước ngoặt cho câu chuyện của Model. Không còn sinh hoạt dưới bộ máy quan liêu, bảo thủ và từ chối thảo luận về tình dục, Otis cùng phần lớn nhóm bạn bây giờ phải chuyển đến cao đẳng Cavendish, một phản đề hoàn toàn so với mái trường cũ cùng sự điều hành của nữ hiệu trưởng Hope. Cavendish tiến bộ hơn, siêu healthy và balanced, đã thế là 100% do sinh viên tự ý thức về việc lãnh đạo. Thể hiện bản thân là giá trị được khuyến khích ở đây. Nền tảng không thể tốt hơn cho phòng khám tổng dịch của Otis hay sâu sắc hơn là Eric khi Cavendish cho phép cậu tự do thể hiện độ ngông của mình mà chẳng thể nhận về ánh nhìn phán xét nào cả. Chính bởi sự cởi mở ở Cavendish, Eric đã nhanh chóng kết bạn với bộ ba nổi tiếng bao gồm Abby, Asha và Roman. Họ được biết đến với cái tên là Coven, đã thế lại còn đại diện cho cộng đồng LGBT tại trường học. Cuộc đời Eric dường như đã quay ngoắt 180 độ chỉ sau một đêm. Nếu như bạn thân nở hòa thì Otis lại vấp phải rất nhiều cơn đau đầu ngay trong ngày nhập học. Cậu đang yêu xa khi Maeve gửi một tấm ảnh khỏa thân để hâm nóng tình cảm thì Otis đã quá bối rối để hồi đáp, bất chấp cậu đang mân mê hàng nóng cả tiếng đồng hồ. Eric đã phê phán Otis rằng gửi lại một thứ gì đó là nghi thức cơ bản, nhưng bất an liên quan đến tình dục của Otis vẫn chưa dừng lại ở đây. Cavendish vốn đã sở hữu một phòng khám trị liệu miễn phí do một cô nàng lấy biệt danh là O phát triển. Sự tự tin đã thôi thúc cả hai đụng mặt chỉ để cậu nhóc nhà Milburn nhận ra rằng O không chỉ tô vẽ dịch vụ của mình thật sáng tạo mà nhân vật này còn sở hữu tư chất ngang ngửa, thậm chí là có phần vượt trội so với Otis. Chỉ mới trò chuyện vài giây ngắn ngủi, O đã cảm nhận được sự căng thẳng của Otis với phụ nữ đang liên đới tới cuộc đời của cậu. Otis phải đỡ đần mẹ nuôi em gái nhỏ, cùng với đó là e sợ việc mở lòng đối với Maeve khi không biết mối quan hệ của họ đang ở đâu. Đối diện với tình huống trị liệu bất đắc dĩ, Otis đã ghen tị, tỏ ra một chút nào đó khinh thường phụ nữ với việc buộc tội O ăn cắp ý tưởng của mình. Bướng mình rời đi đến góc diễn giả tại Cavendish để giới thiệu phòng khám cá nhân, Otis đã nhận về một quả báo nhẫn tiền với một bài phát biểu hoàn toàn lố bịch, vô tình ám chỉ một trải nghiệm đau thương về loạn luân. Kinh hoàng hơn, Otis còn vô tình chia sẻ hình ảnh dương vật mà cậu đã gửi cho Maeve lên màn hình trước toàn trường. Trường đại học này thật kỳ lạ, không ai nói bất kỳ điều gì ác ý. Eric vui vẻ nhận xét trước mặt Otis đang suy sụp vì màn ra mắt khó quên của mình. Trong cái rủi vẫn ló cái may, sự kiện kể trên đã đem đến cho một phòng khám tí hon vị khách đầu tiên, Carl, một người bạn đang vướng phải ham muốn tình dục vượt quá kiểm soát kể từ thời điểm bắt đầu dùng testosterone vào 6 tháng trước. Ngay cả cuộc quý mềm nhũn của Otis vừa rồi cũng đã khiến cho Carl lên đỉnh. Hành động tự phát khiến cho người bạn rất quan ngại về vấn đề này. Để trấn an Carl, Otis cho rằng việc thiếu niên hướng tình chỉ là chuyện bình thường mà ai cũng phải trải qua. Nó không kéo dài mãi mãi và Carl thực tế nên tận hưởng quá trình này thay vì lo ngại về nó. Cuộc trị liệu với Carl kết thúc trong vui vẻ, cũng là lúc Otis nhận ra rằng mình nên cởi mở và trung thực hơn với Maeve. Cặp đôi gọi điện tâm sự, Otis thừa nhận nỗi sợ rằng Maeve sẽ không quay trở lại, một khó khăn thường thấy của mối quan hệ bị chia cắt về mặt địa lý. Cả hai động viên lẫn nhau rồi khép lại bằng một trải nghiệm làm tình qua điện thoại đầy kịch tính. Ở phía Maeve, môi trường mới cũng không hề dễ dàng để đón nhận. Cô chỉ có Otis, Amy cùng với một vài người bạn chung lớp để chia sẻ. Dù vậy, tất cả đều nhanh chóng bị cuốn vào xung đột với giáo viên thiên tài Molloy, người đang đặt ra cho học sinh câu hỏi về việc tác giả phải trả giá thế nào để có thể tự do sáng tạo nghệ thuật. Vừa là câu chuyện hòa nhập, Amy đã tìm ra biện pháp để xử lý vết thương tâm lý khi tham gia một lớp học nghệ thuật tại trường Cavendish. Vài giọt chemistry thú vị giữa cô và Isaac đã ngay lập tức phản ứng khi Amy với bản tính thẳng thắn đã khiến cho cậu bạn phần nào bị tỏ ra bị phân biệt đối xử. Cảm thấy bản thân có lỗi với Isaac, Amy đã chủ động xin lời khuyên từ Maeve và để đáp lại nỗi lo từ bản thân. Cô tin rằng rồi họ sẽ sớm làm thân được với nhau.
Về phần nhân vật được toàn thể người hâm mộ mong chờ nhất, Ruby Matthews, cô nàng vẫn tiếp tục theo học tại Cavendish. Thế nhưng trái ngược với vị thế ông chúa tại Mordale, Ruby lại rơi vào cảnh bơ vơ tại môi trường mới. Không phải vì cá tính của Rubes dễ khiến cho người ta phải xa lánh, mà toàn bộ tri kỷ của cô, từ Olivia cho đến Anne đều đã rời đi. Để biết tình cảnh của Ruby đang thảm ra sao, thì ta chỉ cần nhìn vào sự thật rằng Otis dường như là người duy nhất mà cô có thể trò chuyện. Trường hợp tương tự cũng đã xảy đến với cha con nhà Groff. Adam lựa chọn không tiếp tục đi học, nằm dài cả ngày ở sofa chỉ để ngắm nhìn bức ảnh chụp chung với Eric. Thầy Groff thì giống như Ruby, hoàn toàn mất kết nối với một môi trường tiến bộ và lành mạnh hơn. Đỉnh điểm của sự lạc lõng, thầy Groff đã phải dùng bữa trưa ngay trong nhà vệ sinh của trường. Tuy nhiên, ông cũng không đơn độc bởi ngay bên cạnh là Ruby cũng đang nấc nghẹn bởi từng miếng bánh. Tưởng chừng như việc tâm sự với Maeve đã giúp gắn kết mối quan hệ của cặp đôi, Otis đã phát hiện ra mạng xã hội của người bạn thân thiết với Maeve có tên là Tyrone ở ngôi trường mới. Anh chàng bảnh dài, cơ bắp cuồn cuộn và sự quan tâm dành cho Maeve đã khiến cho Otis nảy sinh hành động ghen tuông vô căn cứ. Thay vì hỏi thẳng Maeve để biết là Tyrone đã có bạn trai, thì Otis lại đi thẳng đến phòng gym tại Cavendish với hy vọng cải thiện lại thân hình của mình. Tại đây, Otis tình cờ chạm mặt Jackson, người mà đương nhiên không hề ưa gì cậu với quá khứ giữa đôi bên. Bất ngờ là chính Jackson đã tiếp cận Otis để bắt chuyện nhằm xin lời khuyên về chuyện tình cảm. Cụ thể, Jackson vẫn chưa quên được Carl, đến mức cậu điên cuồng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy bản thân mình là người đồng tính. Vì vậy, khi cảm thấy thích thú trước việc người bạn thân chọc ngón tay vào cửa hậu, Jackson đã coi nó như là một tiềm năng để ở bên cạnh Carl thêm một lần nữa. Phân tích bệnh án một lúc thì Otis chỉ ra rằng rất nhiều đàn ông dị tính cảm thấy hưng phấn khi bị kích thích. Jackson tự hiểu đó là hồi kết cho viễn cảnh giữa cậu và Carl. Tuy nhiên, cánh cửa này đóng lại thì lại một cánh cửa khác mở ra. Jackson đã qua lại với Annabelle. Họ vui vẻ trên giường một cách không ràng buộc để rồi Jackson phát hiện ra một khối u đáng ngờ trong tình hoàn của mình. Bên cạnh câu chuyện tập gym thì Otis cũng đã nhanh chóng hồi sinh sự nghiệp của mình tại Cavendish khi thành công hâm nóng tình cảm của Abby và Roman. Ruby chứ không phải ai khác là người đã tinh tế tham mưu cho Otis. Nếu bạn trai cũ thành công trong việc kết nối với các Coven thì Ruby cũng sẽ sớm lấy lại một phần quyền lực mà cô nàng luôn sở hữu tại Model. Từ bước tiến kể trên thì Âu đã bắt đầu mất khách vào tay Otis, kéo theo một cuộc bầu cử để chọn ra nhà trị liệu tình dục duy nhất tại Cavendish. Thật khó để tin được rằng, ở thời điểm này của loạt phim, vòng luẩn quẩn giữa Otis, Ruby và Maeve lại một lần nữa được khai thác. Ruby đảm nhận vai trò quản lý chiến dịch cho Otis để đánh bại Âu. Còn ở phía ngược lại, Maeve sẽ cân nhắc ở lại Mỹ nếu nhận được suất thực tập từ thầy Molloy, hành động mà về cơ bản càng củng cố nỗi sợ của Milburn rằng bạn gái sẽ không quay trở lại. Xen giữa xung đột mà Otis phải trải qua, tình bạn của cậu với Eric cũng đã đặt một dấu hỏi chấm lớn khi để đạt được mục đích của mình với Abby và Roman thì Otis đã làm trái ý của bản thân. Eric không muốn Otis can thiệp vào nhóm bạn mới tại Cavendish. Thế nhưng hành động lợi dụng đó là không thể nào so sánh được với sai lầm lớn nhất của Oatcake. Cậu đã quá tập trung vào Âu, thành ra bỏ rơi Eric cùng với những cảm xúc mâu thuẫn khi chuẩn bị trải qua lễ rửa tội. May mắn cho Eric, thời điểm mà Otis làm ngơ cảm xúc của cậu, Abby đã xuất hiện để đóng vai bà tiền an ủi. Cô bé cũng là một cơ đốc nhân, từng phải rời khỏi nhà thờ cũ khi bắt đầu chuyển giới. Chuyện không hề dễ dàng gì, dẫu vậy, Abby vẫn tin vào Chúa và cô hoàn toàn hiểu những gì mà Eric đang trải qua. Bất chấp việc nhóm Coven được tạo nên như một hiện thân cho sự hoàn hảo và tiến bộ của Cavendish, thì thực chất, Abby hay Roman đều mang trong mình những tổn thương. Eric đã tìm thấy một mái nhà hoàn hảo hơn những gì mà người hâm mộ có thể hình dung. Tuy nhiên, nó cũng trực tiếp đẩy tình bạn giữa cậu và Otis ngày một đi xa hơn. Chuyện chưa đủ rối ren mà nhà Milburn tiếp tục chào đón sự hiện diện đột ngột từ Joanna, em gái của Jean, nhằm lấp đầy khoảng trống mà Jacob để lại. Trái ngược với hình dung về một cuộc hội ngộ ấm cúng, Jean chỉ thở dài lo ngại về những phi vụ đang trực chờ bản thân phải giải quyết. Otis và Eric là cặp đôi tuyệt vời của series và không có lý do gì để Sex Education sẽ đóng lại với rạn nứt giữa hai người bọn họ. Mặc dù vậy, với sự phát triển ngày một sâu sắc của Eric, các cây viết đã chắp bút nhiều hơn những thử thách để gây khó dễ cho tình bạn keo sơn này. Otis luôn là một người bạn rất ngọt ngào, cậu sẵn sàng tham dự các hộp đêm cởi mở, mang lên các bộ đồ mà bản thân không phù hợp chỉ để hỗ trợ tinh thần cho Eric. Chỉ tiếc là Oatcake sẽ không bao giờ thuộc về cộng đồng của Eric và những người bạn mới tại Cavendish. Vì vậy, khi Coven mời Eric đến để cùng nhau chuẩn bị, Eric đã không khỏi hào hứng bởi nhận ra rằng lần đầu tiên đi quẩy tại hộp đêm đồng tính nên diễn ra với những người bạn cùng hệ chứ không phải là một Otis thẳng thắn luôn nỗ lực để ủng hộ Eric. Tại hộp đêm, Eric bung xóa tới mức cắn một tép thuốc lắc, rồi sau đó vui vẻ hoan lạc với một anh chàng đến từ nhà thờ. Kết thúc cuộc vui, Eric bộc bạch với bạn tình liệu cậu đã bao giờ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi quy tắc đã được đề ra, cứ như thể là thả trôi và mặc kệ nó.
The Hot Judgment thỉnh thoảng cũng đã nghĩ đến, nhưng việc rời bỏ nhà thờ là điều không thể. Đó là cả trái tim, cả gia đình và cả cộng đồng của cậu. Một gương mặt cũng bất ngờ xuất hiện tại đêm đồng tính là Carl, nơi người bạn bị choáng ngợp khi chiêm ngưỡng sự tự do của những người chuyển giới khác. Carl đã bị Asha quyến rũ. Vì vậy, Roman mới là thỏi nam châm đặc biệt thu hút, bởi Roman đã phẫu thuật cắt bỏ ngực, thứ mà Carl luôn ao ước chờ đợi. Trước khi bị hội của Eric cho ra rìa, thì Otis đã ghé qua nhà Ruby để quay video nhằm đáp trả MV âm nhạc mà Âu mới đăng tải nhằm truyền thông cho phòng khám của mình. Vật lộn một hồi, thay đổi kịch bản lên xuống, cả nhóm đồng tình rằng Otis vẫn cứ là chính mình như khi cậu trị liệu cho mọi người. Vô tình, Otis thừa nhận sai lầm khi đã làm tổn thương Ruby trong quá khứ. Hành động không có chủ đích nhưng dường như lại một lần nữa khiến cho Roots phải động lòng. Hoàn thành công tác media, Ruby còn tử tế mời tình cũ ở lại dùng bữa vì cô hiểu cảm giác bị bỏ rơi mà đối phương đang phải trải qua. Thông qua cuộc trò chuyện giữa họ, ta mới biết được rằng Ruby đã gặp Âu hay Sarah Owen khi còn đi học tiểu học. Ban đầu, Âu tỏ ra rất tốt bụng, để rồi, ả đã lợi dụng lòng tin của Ruby để đi bêu dếu cô là kẻ tài dâm. Chính sự kiện này đã hẳn in vụn vỡ lên tâm hồn Ruby. Cô luôn sợ cảm giác bị cô lập và việc ăn trưa một mình trong nhà vệ sinh đã được bắt nguồn từ ngày còn bé. Ruby không muốn sử dụng ký ức đáng quên nhằm tạo lợi thế cho Otis trong chiến dịch, bất chấp sự thật trớ trêu là Âu đang đi giao giảng lòng tốt trong khi không sẵn lòng thừa nhận hành động xấu xí mà bản thân đã từng làm. Cả hai đã tâm sự suốt đêm và Otis đã tỉnh dậy trên giường với Ruby vào sáng hôm sau. Cặp đôi chỉ đi ngủ theo đúng nghĩa đen. Dẫu vậy, nó vẫn quá đủ để nhen nhóm lên một hy vọng nào đó về tương lai giữa hai người bọn họ. Về mảnh còn lại của tam giác tình yêu thì Maeve đang trải qua một giai đoạn tồi tệ nhất. Ngày hôm qua, cô không chỉ đánh giấc mơ thực tập mà giáo sư hướng dẫn còn khuyên cô từ bỏ hy vọng trở thành một nhà văn. Chưa dừng lại ở đó, mẹ của Maeve còn đang rơi vào tình trạng nguy kịch vì đã dùng thuốc quá liều, buộc cô phải trở về model cùng một tâm trạng không thể lẫn lộn hơn. Ở chiều hướng ngược lại, mối quan hệ giữa Amy và Isaac lại nảy nở thêm một khuynh hướng lãng mạn mà ít ai ngờ đến. Isaac có lẽ là người duy nhất xem trọng Amy theo cách mà Maeve luôn nhìn nhận người bạn thân. Amy là một người kỳ quặc, đôi khi hơi dở hơi một chút, thế nhưng tất cả đều bù lại bằng trí thông minh và nét tư duy sâu sắc. Amy cũng muốn đáp lại tình cảm từ Isaac. Tuy nhiên, trong lòng cô không khỏi phân vân bởi yêu lại tình cũ của bản thân chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan. Nếu như Isaac thấu hiểu Amy chỉ bằng đôi lần tiếp xúc, thì The Groff lại không sở hữu trí tuệ cảm xúc bẩm sinh như vậy. Trong nhiều năm, ông không hề bày tỏ sự quan tâm cần thiết đến con trai, nên giờ đây mọi thứ đều tỏ ra khiên cưỡng khi hai người cố gắng kết nối. Adam bối rối với sự dịu dàng của cha đẻ. Dẫu vậy, điều quan trọng là thầy Groff đã thực sự nỗ lực để lắng nghe. Dần dần, Adam đã bắt đầu cởi mở với người cha và bản thân đã từng ghét cay ghét đắng. Cậu đã thừa nhận mình là người song tính và đề cập đến nỗi đau đang dày vào bản thân khi Eric không còn ở đây. Những mẩu chuyện mà nếu xem xong season 1, hẳn ta sẽ ngỡ rằng nó không bao giờ có thể góp mặt trong những khung hình của cha con nhà Groff. Sex Education chưa bao giờ né tránh chủ đề nhạy cảm. Xuyên suốt 4 mùa phim thì khán giả chứng kiến đầy đủ vấn nạn bạo lực học đường, tấn công tình dục và vô số hành vi sỉ nhục công khai. Dẫu vậy cho đến nay, chương trình chưa bao giờ đi sâu vào chủ đề thương vong cùng nỗi đau mà nó để lại. Khi Erin Wiley qua đời, tiền đề này thực sự đã khơi sự tò mò, đặc biệt là với góc độ của Maeve. Liệu cô sẽ phản ứng như thế nào trước sự ra đi của một người mẹ thiếu chuẩn mực? Đau buồn hay chỉ biết chán trường thờ ơ, đặc biệt là khi chuỗi cảm xúc phức tạp đó còn bao gồm cả Otis cũng như tương lai nhà văn mù tịt. Thời điểm mà Maeve đến nhận diện thi thể cùng anh trai Sean, cơ chế đầu tiên để phản ứng lại cú sốc của cô nàng không phải là xúc động, cũng chẳng phải ngã vào vòng tay động viên của Amy hay Otis đang chờ bên ngoài. Thay vào đó, Maeve đã lựa chọn một động thái trì hoãn. Cô ngồi lì trong sảnh chờ, dành gần như cả một ngày chỉ để giải cuốn sách ô chữ. Có lẽ Maeve chưa sẵn sàng rời căn phòng này, chưa sẵn sàng đối mặt với thực tại vì cô hiểu rằng khoảnh khắc gặp lại bạn bè mình, tất cả sẽ không giống như trước nữa. Sự trì hoãn từ phía Maeve không đồng nghĩa với những mạch chuyện khác trong phim bị làm chậm. Ngồi đợi Maeve trong xe ô tô, Amy đã tâm sự với Otis về tình cảm dành cho Isaac. Cô không muốn nói ra cho Maeve biết, tuy nhiên hoàn cảnh hiện tại không hề phù hợp để chia sẻ một chút nào. Otis nghĩ Amy nên nói cho Maeve biết cảm giác của mình, bởi chuyện sẽ tệ hơn nếu Maeve tự mình phát hiện ra điều đó, dù trong bất kỳ thời điểm nào. Sự vắng mặt của Otis tại Cavendish vô tình đẩy thị phần dành cho phòng khám trị liệu sang phía Âu. Chứng kiến cử tri của mình đang dần đi vào con đường tự hủy, đích thân Ruby đã tiếp cận Âu, hòng đe dọa cô bạn cũ với sự thật về quá khứ chưa được phanh phui. Thế nhưng, với bản năng của một nhà trị liệu, Âu đã nhanh chóng nắm thóp Ruby cũng như tình cảm mà cô dành cho Otis. Nỗ lực mà Ruby đang bỏ ra không phải là để hòa nhập với Cavendish như cô vẫn khẳng định. Sâu thẳm bên trong, Ruby chỉ đang hy vọng một ngày nào đó, Otis sẽ hiểu được Ruby luôn nhìn nhận cậu là một người đặc biệt như thế nào. Âu không hề xấu tính khi chỉ ra tâm can của Ruby. Cô chỉ muốn khuyên nhủ người đối diện rằng
Nếu ai đó thực sự đã để tâm đến Ruby, thì họ sẽ không bao giờ phải để cô bối rối về bất kỳ điều gì cả. Nặng trĩu trong lòng nhiều tâm sự, Ruby tình cờ chạm mặt Eric tại trường học, nơi cậu chàng đã bon mồm nói về sự biến mất của Otis. Thì ra, Maeve đã quay về, và mỗi lần như thế, chẳng có điều gì là quan trọng hơn đối với Otis. Mạch chuyện đã nhanh chóng rời xa các cô cậu học sinh và chuyển sang những bậc phụ huynh đang khủng hoảng không kém tại Sex Education. Với thầy Groff, câu chuyện kết nối của Michael đã rẽ ra hướng từ kịch tính thành hài chảy cả nước mắt. Trong cuộc vui với bạn tình, thì thầy Groff đã thử dùng Viagra và tự đối thoại trước gương để lấy lại sự tự tin trong khâu tùng dịch. Ngặt nỗi là thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, hàng họ của thầy lại nhanh chóng ỉu xìu, minh chứng cho việc Michael đang mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó. Về phần Jean, trong phần lớn thời gian xuất hiện ở mùa giải cuối cùng, bà mẹ đơn thân luôn bị mắc kẹt ở thế giới của riêng mình, vừa phải xoay sở với Otis, đứa con sơ sinh, cô em gái phiền nhiễu và cùng lúc phải thay đổi bản thân cho một công việc mới. Với một thị trấn tràn ngập chuyên gia trị liệu, Michael đã tìm đến chương trình của Jean Milburn cùng với hy vọng sẽ có được một vài lời khuyên nhằm gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Ông với tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đã được chọn tham gia với mẹ của Otis như một người đồng dẫn chương trình. Chính cô chứ không phải Jean đã chỉ ra rằng thầy Groff sẽ thể hiện tốt nhất với những kết nối cảm xúc mà bản thân cho là an toàn. Michael vẫn yêu vợ mình, Maureen, và những ràng buộc đó đã khiến cho thầy không thể thoải mái quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Lắng nghe cuộc trò chuyện trên radio, Maureen không khỏi xúc động mà bồi hồi những cảm xúc dành cho Michael. Bà tìm đến trước cửa nhà chồng cũ, cả hai xúc động nhìn nhau và kết lại bằng việc trao gửi nụ hôn lãng mạn. Otis cùng với Amy cũng đã thưởng thức trọn vẹn tư vấn dành cho thầy Groff. Dẫu khó chịu ra mặt, nhưng chính bản thân Otis cũng đã thừa nhận rằng ông rất xuất sắc, nhất là khi đánh cặp với mẹ của mình. Trở lại với Eric, người đang phải đấu tranh nội tâm để lựa chọn giữa ý chí tự do hay sự tôn trọng với cộng đồng của mình. Khi đang rảo bước trên đường, thì cậu đã liên tục gặp phải các sự kiện bất thường như nhặt được một cuốn kinh thánh hay dính phân chim và khiến cho một người phụ nữ vô gia cư bật cười. Cô gái này sau đó đã liên tục thúc ép Eric đưa mình tới bếp từ thiện mà cậu đã từ chối đi cùng mẹ mình đến đó. Với bản chất nhân hậu, thì Eric vẫn niềm nở đi tới buổi thiện nguyện của nhà thờ dù Abby đang chờ cậu đến để Netflix and chill. Hoàn thành công việc, Eric đã định rời đi. Tuy vậy, người phụ nữ vô gia cư lại cứ níu tay Eric, nhìn thẳng vào mắt của cậu và khẳng định đây là nơi mà Eric thuộc về. Bắt gặp con trai, mẹ của Eric vui mừng ra mặt và gọi cậu lại giúp đỡ. Nhà thờ thì lại đang thiếu người nên họ có thể cần tới Eric tại đây. Không có cách nào khác, Eric đành gọi điện xin lỗi Abby vì đã bùng hẹn. Thế nhưng Abby không những chẳng giận dỗi mà còn tìm đến tận nơi để hỗ trợ người bạn thân một tay. Ta vui khi thấy Abby đang dần kết nối lại với đức tin của mình. Nỗi niềm tương tự cũng đang dần nảy sinh trong lòng Eric. Chỉ có điều, vẫn còn rất nhiều trông gai đang chờ đón nếu cậu chấp nhận cống hiến cho cộng đồng đã gây ra cho mình rất nhiều xung đột trong lòng. Sau phân nửa mùa giải nhường sân chơi cho thế hệ trẻ, tập phim thứ 5 đã tập trung hoàn toàn vào Jean Milburn cùng với cách mà bà mẹ đơn thân giải quyết các vấn đề trong cuộc sống kể từ khi Jacob rời đi. Với Jean, hình mẫu của nhân vật này chưa bao giờ hướng đến sự hoàn hảo như những gì truyền thông mô tả về bà. Khía cạnh cốt lõi của Jean luôn là mức độ căng thẳng, nơi người mẹ không thể cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp có phần hơi nhạy cảm của mình. Trong một số trường hợp, chuyên môn cao của Jean thậm chí có thể tỏ ra tiêu cực, khiến cho bà mù quáng tin rằng mình không cần đến sự giúp đỡ. Sự cố chấp thể hiện rõ nét trong giai đoạn sinh con lần 2 của Jean. Bà nghĩ bản thân có thể tự mình làm tốt việc đó, nhưng thật ra là chẳng có ai có thể solo được cả. Cũng như bất cứ người mẹ nào khác đều vấp phải triệu chứng trầm cảm nhẹ sau sinh. Bác sĩ đã đề nghị Jean xem xét dùng thuốc, điều mà bà đã nhanh chóng từ chối vì đã vượt qua một giai đoạn trầm cảm khác cách đây 10 năm. Jean là người phụ nữ đã khuyến khích vô số người cân nhắc dùng thuốc và coi lo lắng cũng như trầm cảm là những căn bệnh cần được điều trị giống như bất kỳ căn bệnh thể chất nào. Sau cùng, khi chấp nhận bản thân vấp phải tình trạng tương tự, Jean lại đi ngược lại những niềm tin mà mình từng dùng để cứu rỗi rất nhiều bệnh nhân. Lần đầu tiên trong mùa phim thứ 4, Jean mới thực sự cần sự giúp đỡ. Vẫn như mọi khi, vấn đề khiến cho bà gục ngã chính là cậu con trai Otis đang ở độ tuổi ẩm ương. Ta trách Otis vì sự ghen tị thiếu chín chắn khi mẹ của mình phối hợp với ông trên đài radio. Tuy vậy, đây chỉ là một phần cảm xúc rất nhỏ mà Otis đã phải dồn nén xuyên suốt quãng thời gian vừa qua. Từ khi Joy ra đời, thì Jean đã hoàn toàn bỏ rơi Otis. Jean nhìn nhận Otis như một người trưởng thành, dù cậu vẫn đang là một đứa trẻ ở giai đoạn lệ thuộc vào phụ huynh. Khoảnh khắc này đã gợi lại phân cảnh khiến cho khán giả rơi nước mắt ở cuối mùa phim thứ 3. Thời điểm mà Otis tâm sự với Jean khi bà vừa trải qua cơn nguy kịch rằng cậu vẫn còn cần mẹ nhiều như thế nào, bất chấp việc bản thân đã luôn giả vờ trưởng thành trong thời gian gần đây. Đối diện với trách móc từ con trai, Jean đã gục ngã xuống dưới hiên nhà và đã không thể cố chấp hơn được nữa. Bà đã bắt máy hẹn gặp bác sĩ,
Jin cần phải khỏe mạnh để một lần nữa hiện diện trong cuộc sống của con trai, nhất là khi những năm tháng trung học của Otis đã không còn là bao. Bên cạnh cuộc chiến với mẹ, Otis cũng bận bịu với chiến dịch tranh cử tại Cavendish. Ngày hôm nay, trường học sẽ tổ chức một cuộc tranh luận giữa sinh viên để chọn ra nhà trị liệu tốt nhất. Cả Otis lẫn Owl đều chuẩn bị bài vở cho riêng mình, nhưng chính Milburn cũng khó ngờ rằng đối thủ lại nhắm vào ông bố của cậu. Chuyện là Remy nổi tiếng như một tác giả của những cuốn sách về nam giới. Owl đã dùng những lời lẽ trịnh thượng của Remy nhằm đánh vào tâm lý của đám đông về việc Otis đã được nuôi dạy bởi người cha có khuynh hướng phân biệt giới tính. Đáp trả lại thì Otis đã triển khai những thông tin mà Ruby kiếm được từ bên ngoài, trong đó bao gồm việc Owl thường hay ghost hay còn gọi là ngó lơ toàn tập với đối tác trong mối quan hệ tình cảm. Hàng loạt nạn nhân cũ của Owl đã đứng lên làm chứng cho Otis và dễ hiểu là hành động này đã rất mất điểm, nhất là nó phản ánh một nhà trị liệu không hề biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bình thường, đây sẽ là một chiến thắng toàn diện cho Otis. Mặc dù vậy, không hiểu bằng một cách nào đó mà Owl đã tận dụng được pha bóc phốt của đối phương để biến nó thành màn đạp cho sân khấu tỏa sáng của mình. Trước mặt toàn bộ học sinh thì Owl thừa nhận sai lầm trong quá khứ, cùng lúc chia sẻ bí mật rằng bản thân là một người vô tính. Chính bản chất là một người không bị hấp dẫn tình dục hoặc ít quan tâm đến các hoạt động tình dục đã khiến Owl chạy trốn khỏi các mối quan hệ. Cô cũng chỉ là đứa trẻ sợ hãi bị choáng ngợp bởi các khoảnh khắc thân mật. Dần dần, ánh mắt của mọi người bên dưới thay vì giận dữ đã chuyển sang thương cảm dành cho Owl. Otis gần như đã thua cuộc. Dẫu vậy, sau quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong vài ngày vừa qua thì Otis lại không hề tỏ ra thất vọng mà phần nào thay đổi suy nghĩ về Owl cũng như phòng khám. Ngày tồi tệ tiếp tục leo thang với Maeve khi cô phải vật lộn để chu toàn đám tang cho Erin. Chán trường với cú sốc này là chưa đủ, Maeve đã phát điên lúc cô biết được anh trai lại đi vào vết xe đổ mang tên ma túy khi mà người mẹ mới qua đời vì sốc thuốc mà vẫn chưa được chôn cất. Trùng hợp thế nào, Amy đã nghe lời Otis mà chia sẻ về tình cảm giữa cô và Isaac với bạn thân ngay đúng thời điểm này. Vì không muốn để Amy phải buồn, Maeve đã đề nghị họ nói chuyện này vào khi khác và rời đi để hẹn hò với Otis, một liều thuốc cần thiết để chữa lành cho đôi bạn trẻ. Otis đã định thành thật về cái đêm cùng với Ruby, nhưng Maeve thì rất bình tĩnh để đánh phủ đầu, không cho Otis phá hoại buổi hẹn hò của họ. Đây là một tuần quá điên rồ và ngay cả Maeve cũng không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn nữa có thể xảy đến. Vì vậy, cả hai hãy cứ tận hưởng tối nay cùng với một chai rượu tequila mà Maeve đã nhanh tay bỏ túi trên đường. Buổi hẹn hò của họ nhanh chóng bị gián đoạn bởi Joanna. Người gì mệt mỏi của Otis ấy thế mà trở thành cạ cứng để Maeve say khướt trong rạp chiếu phim. Cuối cùng, cả ba đã bị đuổi vì gây rối trật tự và Maeve đã đưa Otis đến trường trung học Model, giờ đây đang bị bỏ hoang. Trong bể bơi trống rỗng thì Maeve gửi gắm đến bạn trai một chút sự hướng tình. Cô đã cố gắng muốn cả hai vào quan hệ thể xác như một động thái nhằm phân tâm bản thân khỏi cái cảm giác đau buồn. Tuy nhiên, Otis vẫn là Otis, cô không thể cuốn theo chiều gió cùng với Maeve khi mà sự cố với Ruby vẫn đang hiển hiện trong tâm trí. Chính bởi vậy, Milburn đã đành nói ra sự thật và đúng thời điểm đó, cặp đôi đã bị cảnh sát phát hiện bởi tội đột nhập trái phép. Sự cố này buộc Jean phải nang lưng lên đường để giải cứu quý tử đang giận dỗi bà. Maeve và Otis không phải là những thanh thiếu niên duy nhất từ Model đã ghé thăm rạp chiếu vào đêm hôm đó. Carl đã chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa đầu tiên với Aisha sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở hộp đêm. Mặt khác, cuộc hẹn hò tay ba giữa Viv, Vo và Jackson lại diễn biến phức tạp hơn rất nhiều. Ban đầu Jackson không hề có mặt ở đó, cậu chỉ chán nản bỏ đi khi cố gắng nói chuyện với những người mẹ về người đã hiến tặng tinh trùng để sinh ra cậu. Viv đã tử tế mời bạn thân tham gia cùng họ, để rồi biến Vo trở thành người thừa trong cuộc hẹn hò. Cảm thấy quá là mệt mỏi, Vo rời khỏi rạp chiếu khiến cho Viv phải ra sức thuyết phục rằng Jackson với cô chỉ là bạn. Cô yêu Bầu và cậu cũng vậy. Chỉ có điều, sự ghen tuông của Bầu đã phần nào đó báo hiệu cho xu hướng kiểm soát sẽ trở thành vấn đề trong mối quan hệ lâu dài giữa họ. Sau rất nhiều ngày né tránh, thì cuối cùng tang lễ cũng đã được tổ chức và đã đến lúc Maeve phải đối diện những cảm xúc phức tạp xoay quanh người mẹ quá cố của mình. Tiếp nối chuyện đi đêm khuya của cặp đôi nhân vật chính đến trường trung học Model, thì chúng ta thấy Jean vẫn lo ngại về ảnh hưởng của Maeve đối với con trai, dù hiện tại họ vẫn chưa có cơ hội để tương tác trực tiếp. Sau khi Remy rời đi 10 năm trước thì Jean đã dành nhiều ngày trên giường chỉ để khóc. Bà từng nguyện vọng đặt nghề nghiệp của mình sang một bên để ưu tiên cho việc trị liệu và đặc biệt là mối quan hệ với con trai. Cho đến thời điểm này thì Jean ngày ấy đã thực sự muốn quay trở lại những mục tiêu cũ. Chỉ có điều là bà không chắc chắn đã đủ điều kiện, đặc biệt là với tác dụng phụ mà đơn thuốc chống trầm cảm mang đến hay chưa. Đối lập với Otis, Owl đã thực sự ở đó và thấu hiểu từng lời than thở của Jean. Cô biết rằng thứ mà Jean cần không phải là trị liệu mà là cảm giác được lắng nghe, được cảm thông để bà có thể tự tin vào chính mình thêm một lần nữa. Owl rất tốt, như Ruby đã phát ớn vì những lời khuyên của người bạn trên radio. Không còn thời gian để suy nghĩ, Ruby đã nhấc điện thoại và gọi đến Sexology để vạch trần kẻ bắt nạt cô ở trường tiểu học.
Hành động này hoàn toàn không có nghĩa lý gì đến quá trình phát triển nhân vật Âu hay Ruby. Dẫu vậy, nó đã đem lại lợi thế cho Otis trong chiến dịch tranh cử. Tạm rời xa các mâu chuyện cá nhân, thì một ngày kỳ quặc ở Sex Education từ đây đắm chìm hoàn toàn vào không gian u buồn mà đám tang của Erin đem tới. Với Jackson thì khủng hoảng xoay quanh căn bệnh ung thư tinh hoàn của cậu đã có thể được chấm dứt khi bác sĩ xác định khối u là khối u lành tính. Thay vào đó, nỗi lo lắng được chuyển sang mối quan hệ ngày càng một căng thẳng giữa Viv và Beau. Đám tang cũng đã tạo điều kiện cho một cuộc hội ngộ giữa Eric và Adam. Tưởng chừng như đây sẽ chỉ là cảm xúc một chiều từ Adam, thì họ lại dành cho nhau những sự tôn trọng nhất định về hành trình mà cả hai đã trải qua. Chắc hẳn là Adam phần nào đó khó chịu khi phát hiện ra rằng bố mẹ đẻ đang yêu đương trở lại. Mặc dù vậy, phiên bản này của Adam đang đắm mình trong một trạng thái lành mạnh với con ngựa yêu quý và cô nàng Gem dễ mến tại trang trại. Nhân cơ hội này, Eric cũng có cơ hội giải quyết các vấn đề đang nảy sinh trong tình bạn giữa cậu và Otis. Eric cho rằng Otis thật đạo đức giả vì để bụng chuyện đi quẩy, trong khi Maeve vừa mới về model là Otis đã bỏ rơi cậu ngay lập tức. Eric có bạn mới, tuy vậy Otis vẫn chưa bao giờ bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Eric. Otis xuất thân từ một gia đình người da trắng giàu có, thế nhưng tất cả những gì Eric muốn đề cập là cảm xúc của cậu chứ không phải là khác biệt giữa họ. Giống như Jean thì Otis có thể cực kỳ đồng cảm với bệnh nhân và bạn bè của mình, nhưng cậu vẫn không thể gạt một bên quan điểm cá nhân mỗi khi động đến các vấn đề riêng tư hơn. Kết cục trong một cuộc tranh cãi này, cả hai quyết định rằng họ nên xa nhau một thời gian, không phải vì nó chẳng thể giải quyết mà bởi họ đang không chịu hạ cái tôi xuống để lắng nghe nhau. Đối với tình yêu của Otis thì Maeve hiểu đám tang của Erin đồng nghĩa với thời điểm mà cô phải đưa ra quyết định có trở lại Hoa Kỳ hay không. Việc này chưa xử lý xong, cơn đau đầu khác đã kéo đến. Để ổn định lại một chút thì Maeve đã quyết định sẽ loại bỏ bớt những gánh nặng và việc đầu tiên chính là làm dịu lại nỗi lo trong lòng Amy. Đáp lại sự chân thành của người bạn thân, Amy đã lo toan tử tế cho đám tang, thậm chí là cô còn mời nhiều người quen cũ ở Model đến tham dự, bao gồm cả cô giáo Sands và thầy Hendrix. Maeve rất bất ngờ trước sự góp mặt của mọi người. Dẫu vậy, bất ngờ thế nào bằng những tiết mục bất ổn sẽ diễn ra trong tang lễ. Đội khiêng hòm gần như đánh rơi quan tài, hệ thống âm thanh ngừng hoạt động ngay giữa bài hát yêu thích của Erin, và Sean đến muộn chỉ để sỉ nhục người mẹ đã khuất của mình là kẻ nghiện ngập bẩn thỉu. Sean là một nhân vật dễ để cho chúng ta nhìn nhận theo một cái nhìn thiếu thiện cảm, nhưng ngay từ đầu, Sean cũng chỉ là một nạn nhân của sự bỏ mặc mà thôi. Maeve rồi cũng sẽ thoát khỏi nơi này, đi học ở Hoa Kỳ và có một cuộc sống tốt đẹp. Còn Sean thì sao? Anh sẽ mục nát rồi cũng sẽ chết như bà mẹ Erin. Con người thật phức tạp, bạn có thể ghét ai đó vì những gì mà họ khiến bạn phải trải qua, trong khi vẫn yêu thương, vẫn nhớ họ đến từng tế bào cho con người bạn. Maeve và Sean đều trải qua những tổn thương như nhau, cả hai đều đau khổ. Mặc dù vậy, họ đều có thể đưa ra những sự lựa chọn phức tạp, giống như những gì mà Maeve đã nói khi tiễn biệt mẹ của mình. Tang lễ kết thúc, ai về nhà nấy với những hy vọng mới dành riêng cho mình. Adam đã gắn kết trở lại với thầy Groff theo đúng những gì mà một người cha và con trai nên có. Amy mạnh mẽ đối diện với những ánh nhìn tục tĩu hướng về mình, cũng như đặt trọn niềm tin vào các tác phẩm nghệ thuật mà bản thân đã chấp bút. Maeve kết thúc một ngày dài của mình với Otis, cả hai nằm trên giường âu yếm lẫn nhau, không quên trao đổi về chuyện tương lai sắp đến. Maeve rất thích học ở Wallace, nhưng cô sẽ không khỏi nhung nhớ tới Otis. Đẩy đưa một hồi thì Maeve lại tính lên đỉnh cùng với Otis, để rồi bằng một cách ma quỷ nào đó thì Oatcake hồi tưởng đến hình ảnh mẹ của mình từng khóc lóc vì Remy đã bỏ đi trong quá khứ và vùng dậy. Maeve không hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Tuy vậy, cô hiểu rằng việc cần làm bây giờ là trấn an bạn trai, người đang hoảng sợ hơn bao giờ hết. Trong phần lớn thời gian của mùa 4 thì Cavendish luôn hiện lên với những đặc điểm hoàn hảo, và chúng ta đều tự hỏi liệu xung đột có bao giờ xảy ra trong khuôn viên trường học này hay không. Bất chấp vẻ ngoài tiến bộ và bắt mắt, Cavendish vẫn không thể giải quyết được hết nhu cầu cơ bản của tất cả các sinh viên, giống như bất kỳ cơ sở giáo dục nào ngoài đời thực tế. Sự bất cập được khai thác trong tập phim Upshot là việc Isaac không thể đến phòng thi đúng giờ vì thang máy liên tục bị kẹt dù cậu đã phản hồi lên ban quản lý nhiều lần. Bực tức vì bị bơ, Isaac và Amy đã quyết định chơi lớn. Họ chặn tất cả các lối thoát hiểm và kéo chuông báo cháy để toàn trường rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thời điểm mà chuông báo cháy vang lên thì Aisha đang ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, nên chỉ đến khi toàn bộ bạn bè đã đi ra ngoài, cô mới nhận thức được việc sơ tán và mình đã bị bỏ lại ở phía sau. Không chỉ có Isaac, mà dường như chẳng có ai thực sự quan tâm đến chất lượng sống của sinh viên cả. Vấn đề đang hiện hữu từ các rào cản xã hội chứ chẳng phải khiếm khuyết nào của học sinh. Nếu Cavendish có tiền để đầu tư vào trang thiết bị xa xỉ thì tại sao không nghĩ đến vài thứ kém hào nhoáng hơn nhưng lại tỏ ra cần thiết như trợ năng hay cụ thể là thang máy? Toàn bộ học sinh đều bị Aisha làm cho đồng cảm mà đứng dậy biểu tình, từ chối làm bài thi nếu Isaac hay những bạn bè khác đều không thể tham gia cùng họ. Eric từ câu chuyện truyền cảm hứng ở trường học mà được thúc đẩy để trở lại chiến đấu cho đức tin.
Eric cho rằng bản thân đã nhận được dấu hiệu từ Chúa và thực sự mong muốn được rửa tội. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy mình chưa đủ mạnh để tạo ra một cuộc cách mạng. Abby cũng đã từng như thế. Vì vậy, cô chỉ biết khuyên nhủ bạn của mình rằng không phải ai cũng có thể chiến đấu. Điều đó hoàn toàn không sao cả. Cuộc biểu tình tại Cavendish cũng trùng hợp thay chứng kiến sự ghép cặp của Otis và Earl khi họ đều mắc kẹt trong thang máy. Trước đó, không thể bỏ qua một diễn biến thú vị nơi Ruby đã biến một thanh niên có tên là Connor lên làm ứng cử viên cạnh tranh với đôi bạn trị liệu tâm lý. Một bên thì sở hữu mối thù trong quá khứ, kẻ còn lại thì không thèm đoái hoài đến công sức của cô. Vậy nên, Ruby đơn giản là chơi trò phá đám bởi danh tiếng ở Cavendish của cô đã phần nào được khôi phục sau khi vạch trần Âu trên mạng xã hội. Tại thang máy thì ta được đi sâu vào câu chuyện của Âu. Cô cũng từng cảm thấy lạc lõng khi mới chuyển đến đây từ Belfast. Giọng nói, xu hướng tình dục và màu da đã khiến cho Âu trở nên khác biệt. Giải pháp đã được Âu lựa chọn đó là kết bạn với những cô gái nổi tiếng, sau đó hòa nhập với bản sắc của họ. Kế hoạch sau cùng vẫn thành công, chỉ có điều là nó đã đẩy Ruby xuống vực thẳm. Tại Cavendish thì Âu thành lập phòng khám của riêng mình, nơi đã trở thành không gian an toàn cho cô chỉ đến khi nó bị Otis cướp đi. Otis là một minh chứng hoàn hảo cho mối lo ngại của Âu rằng mọi người sẽ không muốn lời khuyên về tình dục từ một người không hề quan hệ tình dục. Âu đã giúp cho Otis nhận ra rằng vấn đề mà cậu đang gặp phải xuất phát từ nỗi sợ hãi rằng trái tim Otis sẽ tan vỡ như cách mà Jean đã trải qua. Bà đã yêu rồi đổi lại là gì? Nỗi tủ thần và nhiều ngày khóc cạn nước mắt. Mặc dù vậy, Âu cũng lưu ý với Otis rằng đó chỉ là một hệ quả thiết yếu của bất cứ mối quan hệ nào. Bạn sẽ chẳng thể yêu ai nếu không sẵn sàng đối diện với rủi ro. Ở phía Maeve thì cô dự định đăng ký học tại Cavendish khi trong lòng vẫn chưa thôi nghĩ về Wallace. Bản năng đã mách bảo Maeve rằng cô cần trở thành một nhà văn bất chấp thầy Molloy đã tàn nhẫn vùi dập nó. Sau cùng, vì lòng tự trọng vẫn còn tương đối thấp nên cô đã coi nhận định của thầy Molloy là xuất phát từ con mắt nhìn người. Tạm cất lại suy nghĩ này để đến ăn tối như đã hẹn trước với Otis, Maeve đã được chào đón bằng cuộc chiến nảy lửa giữa Jean và Joanna. Việc Otis bị kẹt tại Cavendish vô tình tạo điều kiện hoàn hảo cho đôi bên. Maeve cần một bà mẹ để nương tựa sau biết bao biến cố, còn Jean thì thực sự phải khôi phục lại bản năng làm mẹ khi mãi vẫn không thể hòa hợp với Otis. Cùng phẩm chất của mình thì Jean đã nhanh chóng nhận ra vấn đề với niềm tin mà cô bé đang phải xử lý. Maeve thì chưa bao giờ đủ may mắn để sở hữu cả cha lẫn mẹ, những người sẽ đồng hành cùng với cô để nuôi dưỡng cái tôi cũng như vực dậy niềm tin vào bản thân mỗi khi Maeve sụp đổ. Sex Education chưa từng đặt bất cứ nhân vật nào lên bàn cân để so sánh, thế nhưng Adam là cá nhân hiếm hoi đã trải qua hoàn cảnh tương tự với Maeve. Cậu có thầy Rob hiện diện trong đời. Do vậy, chỉ đến khi gia đình hoàn toàn xa cách, thì Michael mới thực sự cảm nhận được một người cha, một người sẽ bảo vệ đúng đắn để mẹ con cậu bám víu là như thế nào. Bất cứ ai ở Mondale rồi cũng phải vật lộn với những vết sẹo đã hẳn in từ thời thơ ấu. Lời động viên từ Jean đã hoàn toàn thuyết phục Maeve quay trở lại chiến đấu cho đam mê viết lách ở Hoa Kỳ. Điều mà cô đã thổ lộ với Otis trong đêm lãng mạn đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng mà họ chia sẻ với nhau. Maeve sẵn sàng yêu xa, miễn là họ nghĩ đến nhau. Tuy vậy, Otis đã đủ trưởng thành để biết rằng điều đó sẽ chỉ gây hại cho cả hai. Maeve cần được phát triển mà không phải liên tục trấn an Otis rằng những gì cậu đang làm sẽ không cản trở Maeve. Tốt hơn hết là nên kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ khi họ vẫn còn an tâm trong tình yêu dành cho nhau. Cảm giác bình yên này tháo gỡ mọi khúc mắc giữa cặp đôi, gạt phăng đi những nỗi sợ của Otis, qua đó cho phép họ lần duy nhất được have sex một cách trọn vẹn. Sáng hôm sau, Maeve đã đến thăm bãi đậu xe cũ để giải trò của Erin và chúc phúc cho cặp đôi Amy và Isaac. Cô bé nhỏ từng bị cả thế giới quay lưng, giờ đây đã có thể nhẹ nhõm mỉm cười để nói lời tạm biệt với mọi kỷ niệm đẹp đẽ ở Mondale. Chương sách của tuổi trẻ ngông cuồng đã đến lúc khép lại và bây giờ là một hành trình đáng nhớ hơn đang chờ đợi Maeve Wiley ở phía trước. Khép lại câu chuyện của Otis và Maeve, nhưng Sex Education vẫn còn nhiều công việc cần giải quyết. Trong đó, phải nổi bật là Carl và Viet khi từng nhân vật vẫn đang rơi vào hoàn cảnh tồi tệ khác nhau. Cuộc phẫu thuật mà Carl mong ước đã dần trở nên xa xỉ nếu nhìn vào chi phí mà bác sĩ tư nhân yêu cầu. Còn với Viet, cô bắt đầu nhận ra việc bản thân đã bị lạm dụng cả về thể chất lẫn tình cảm trong mối quan hệ độc hại với Beau. Maeve đã rời đi và Otis không thể nào suy sụp hơn khi ở bên cậu lúc này chẳng còn Eric để mà tâm sự. Dù không hề ổn, nhưng Otis vẫn mạnh mẽ tiếp tục cuộc sống, đặc biệt là khi lâu lắm rồi cậu mới được dùng bữa sáng cùng với Jean. Otis gồng cực mạnh để nói chuyện với mẹ của mình như một người trưởng thành, cho đến khi phát hiện ra rằng chính Jean là người đã làm tư tưởng để Maeve lựa chọn Hoa Kỳ. Bực tức vì mẹ lại xới tung cuộc đời của mình thêm một lần nữa, Otis đã trách cứ Jean bằng những lời lẽ nặng nề, khiến cho cả Joanna đang giận dỗi bà chị cũng phải lên giọng để uốn nắn ông cháu. Hai chị em thực tế chưa bao giờ hàn gắn theo cách mà họ mong muốn. Dẫu vậy, Joanna luôn ngưỡng mộ Jean
Và chính bởi tình cảm sâu sắc dành cho chị gái, cô đã gọi điện đến Sexology để chia sẻ về lạm dụng mà mình phải chịu đựng vào năm 12 tuổi. Cuộc hành trình của em gái đã giúp cho Jean nhận ra rằng bản thân vẫn luôn gặp phải các vấn đề tương tự kể từ khi chồng cũ bỏ đi. Jean luôn cố chấp mọi thứ đều ổn, chẳng gì có thể quật ngã được mình. Tuy nhiên, chỉ việc nói ra thành lời đã là bước đầu tiên để tiếp nhận sự giúp đỡ. Hãy cứ dựa dẫm vào gia đình, bạn bè, người thân nếu mọi thứ không được ổn, bởi chẳng cớ gì mà chúng ta phải đối mặt với việc này một mình cả. Lắng nghe giải bày của chị gái trên radio, Jonah đã quyết định ở lại Mordale, nơi một nhà trẻ do cô làm chủ có lẽ đang dục dịch để ra đời. Về phần Jackson, hành trình đi tìm cha ruột đã không nhận được phản hồi như những gì mà cậu mong đợi. Đáp lại sự hồ hởi từ Jackson, thì người đàn ông có tên là Jermon chỉ dưng dửng đóng sầm cửa lại, từ chối mọi sự liên hệ với cậu. Cách hành xử này đã khiến cho Jackson không nói lên lời. Mặc dù vậy, cậu sẽ phải tạm cất nỗi đau đi bởi Carl, người trong mộng của cậu đã mất tích một cách lạ lùng vào đêm hôm qua. Công cuộc tìm kiếm Carl đã kéo toàn bộ cộng đồng ở Mordale vào cuộc. Nhóm thiếu niên ở Cavendish bắt đầu tại trung tâm mua sắm, nơi gần nhất mà hành tung của Carl được ghi lại. Nhờ vào danh tiếng của Ruby Matthews, họ thậm chí còn xin được đoạn băng an ninh tại khu ẩm thực và phát hiện ra Carl mới vứt ba lô của mình vào thùng rác. Lục lọi bên trong, Theo phát hiện ra chiếc điện thoại cá nhân đã bị bỏ lại ở đây. Ai ai cũng lo sợ ra mặt bởi họ hiểu Carl có thể đã hành động dại dột. Trong khi tình hình đang rối ren, thì Eric cuối cùng cũng đã đồng ý làm lễ rửa tội. Nhưng rồi, cậu lại phát hiện ra nhà thờ đã từ chối nhận số tiền từ buổi gây quỹ của Cavendish vì những giá trị cởi mở không phù hợp ở trường học. Hiểu được hàm ý sâu xa của hành động kể trên, Eric đã hiên ngang phát biểu trước cộng đồng rằng mình là một cơ đốc nhân và một người đồng tính đáng tự hào. Cậu sẽ cống hiến cho nhà thờ nếu họ yêu Eric như chính con người của Eric. Nếu không, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài ra đi. Mẹ của Eric đã đứng lên để ủng hộ con trai, bày tỏ rõ tình yêu của bà dành cho cậu. Do vậy, trải dài khắp cả căn phòng lớn, chỉ có bà là người duy nhất đủ cảm thông đứng lên. Eric tự hào vì mẹ đẻ, chỉ có điều cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cậu lo ngại đã trở thành sự thật. Cay đắng rời khỏi nhà thờ, Eric bất ngờ gặp lại hiện thân của Chúa một lần nữa. Sự làm ngơ mà Eric vừa trải qua thực chất chỉ là một phép thử cuối cùng để cậu có thể được giải phóng. Hãy cứ giữ vững niềm tin trong khi vẫn sống thật với chính mình. Sứ mệnh của Eric bây giờ là đảm bảo rằng mọi người đều biết Chúa luôn yêu thương họ, bất kể họ có là ai, màu da thế nào hay xu hướng tình dục ra sao. Cuộc gặp gỡ với Chúa cũng vô tình dẫn dắt Eric đến với chỗ của Carl. Nếu Eric chỉ là sự ngẫu nhiên thì Jackson lại tìm thấy người bạn cũ vì cậu biết rằng đây là nơi mà họ đã từng gắn bó rất nhiều lần trong quá khứ. Jackson đã xin lỗi vì đã làm Carl thất vọng, còn Eric thì tự trách tất cả đã không đủ quan tâm tới Carl để biết họ yêu thương cậu nhiều như thế nào. Từ từ và đầy thấu hiểu, Eric và Jackson đã tiếp thêm sức mạnh cho người bạn bước chân trở về nhà. Biết chuyện của Carl, các học sinh muốn quyên góp số tiền từ buổi gây quỹ cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực của người bạn. Hành động tử tế đầy thầm lặng, nhưng nó là một cách tuyệt vời để nhắc nhở cho Carl rằng ai cũng cần được chăm sóc nhu cầu để sống trọn vẹn cuộc đời mình. Sự thật về thân thế của Jackson cũng đã dần được tiết lộ. Theo đó, mẹ của cậu Ralph Ross đã ngoại tình với một người đàn ông có gia đình. Cô bất ngờ mang thai cùng thời điểm đem lòng yêu Sophia và họ quyết định sẽ cùng nhau nuôi dạy Jackson. Sự thật mất lòng, dẫu vậy thì từ lâu, Jackson đã đủ chín chắn để hiểu rằng cậu đã quá may mắn khi nhận được đầy đủ tình thương từ không chỉ một mà hai người mẹ. Buổi gây quỹ sau đó đã được triển khai theo chủ đề Miami, nơi Connor được công bố là cố vấn trị liệu tình dục mới của Cavendish do tai tiếng không đáng có mà Otis lẫn Âu gây ra trong quá trình tranh cử. Mặc dù vậy, Connor đã từ chối chức vụ này để nhường lại vị trí cho hai ứng cử viên. Ngay từ đầu, cậu chỉ là một thằng ngốc muốn được lên radio cùng với người mẹ nóng bỏng của Wilburn. Trải qua một cuộc hành trình dài về cảm xúc trong một vài tuần vừa qua, Otis đã giành vinh quang dành cho Âu đơn giản là vì cô xứng đáng. Đến mức chính cả bản thân Ruby cũng đã tốt bụng cắt bỏ thù địch giữa họ trong quá khứ. Cũng là ở buổi gây quỹ tại Cavendish, Viv đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình cảm với Beau một lần và mãi mãi. Chứng kiến thái độ mạnh mẽ từ cô bạn, thì Amy cùng với Jackson không khỏi tự hào vì sự trưởng thành của Viv. Thời gian trung học đã không còn bao nhiêu và thật tuyệt khi biết những người mà bạn quan tâm đã sẵn sàng để đương đầu với thứ gọi là trưởng thành. Vì Maeve đã rời đi, nên về cơ bản, Otis chỉ còn Ruby và Eric làm bạn ở Mordale. Thú vị là Ruby đã bơ đẹp Otis bởi sau bài phát biểu đầy vị tha hướng về Âu, vị thế của cô đã được khôi phục. Ruby đã có rất nhiều bạn và cô không cần làm bạn với người yêu cũ nữa. Nếu như Ruby nửa thật nửa đùa thì chuyện với Eric lại căng thẳng hơn rất nhiều. Họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề tận gốc sau đám tang của Erin nên cảm giác khá ngượng ngùng để bắt chuyện trở lại. Otis đã giải thích với bạn thân rằng cậu từng không thoải mái khi thảo luận về sự khác biệt giữa họ vì sợ rằng mình sẽ làm rối tung mọi chuyện. Thời gian xa nhau vừa qua xem chừng đã là quá đủ để Otis hiểu rằng không có gì sai cả khi họ đề cập đến nó. Otis đã mất rất nhiều thứ trong năm nay, nhưng cậu sẽ chẳng thể sống sót nếu đánh mất Eric.
Đáp lại tình cảm của người bạn, Eric đã cảm động ôm chầm lấy Otis. Cả hai làm hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, mục sư Samuel đã đến thăm buổi gây quỹ. Ông hy vọng Eric sẽ giúp đỡ nhà thờ trong việc hướng tới một cộng đồng cởi mở và hòa nhập hơn. Đó sẽ là một con đường khó khăn phía trước. Dù vậy, Eric đã sẵn sàng, đúng như cái cách mà Corvin gọi cậu là vị cứu tinh. Không ai ngoài Eric là gần hơn với khái niệm về một người hùng trong loạt phim lừng danh của Netflix. Bên cạnh Eric được cứu rỗi thì ta cũng không thể bỏ quên Amy, một cô nàng từng rất bị ám ảnh do bị tấn công tình dục đã có thể yêu trở lại, có thể thân mật với người khác trở lại nhờ vào Isaac. Trong phân cảnh đáng nhớ cuối cùng của Sex Education, Amy đã đến một trạm xe buýt nơi chứa đầy kỷ niệm đau thương và thực hiện một buổi chụp ảnh với chiếc quần jean mà cô từng mặc khi bị tấn công tình dục. Amy đã đốt cháy bộ quần áo và cứ nhảy múa liên tục xung quanh ngọn lửa với chiếc miệng mỉm cười toe toét. Amy vẫn kỳ quặc như thế, chỉ khác là đã không còn bất kỳ nỗi ám ảnh nào có thể đánh cắp đi sự hồn nhiên trong cô được nữa. Cái kết viên mãn cũng đã đến với nhà Groves. Bước chuyển phi thường nếu nhìn vào nền tảng là một vị hiệu trưởng chuyên chế và cậu chàng với sở thích đi bắt nạt người đồng tính ở mùa phim đầu tiên. Thầy Groff đã ôm Adam một cách chân thành chứ không còn gượng gạo nữa. Cái ôm đã khiến Adam rũ bỏ mặc cảm rằng bản thân là kẻ thất bại. Cái ôm đã đưa gia đình Michael đoàn tụ chung một mái nhà. Họ đang mãn nguyện thưởng thức một chương trình truyền hình và đó mới chỉ là khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên để bù đắp lại toàn bộ những năm tháng đã bị lãng phí khi nhà Groff vẫn còn ngại ngùng thổ lộ lời yêu. Ở Hoa Kỳ xa xôi, Maeve cũng đã bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ nhà xuất bản đã đọc được câu chuyện sao Chester của cô. Thì ra, Alan đã thấy nó trong thùng rác và chuyển đi. Bên phía nhà xuất bản muốn đọc nhiều trang hơn vì đó là tác phẩm rất có tiềm năng. Chiến thắng nhỏ bé này đính một nụ cười rạng rỡ lên trên khuôn mặt của Maeve. Sau đó, Maeve đã gặp lại thầy Molloy, người đã xin lỗi cô vì hành động gay gắt trong lần cuối cùng họ nói chuyện. Với sự tự tin gửi gắm từ quê hương Model, Maeve khẳng định đanh thép rằng Molloy sẽ không thể trở thành người gác cổng cho những giấc mơ của cô. Từng lời khiến cho vị thầy giáo phải tâm đắc và nhìn nhận lại về sự nghiệp giáo dục của mình. Khép lại Sex Education, Otis đã trở về nhà sau một đêm quẩy tưng bừng với Eric. Đối diện với Jean, Otis đã gửi đi lời xin lỗi vì đã hành động như một kẻ ngốc thiếu chín chắn. Bước chân trở lại căn phòng trống vắng với những vết tích chưa thể bị phai nhòa bởi bạn gái cũ. Otis phát hiện ra một lá thư mà Maeve đã để lại. Tất nhiên không phải là bức thư tình xến xẩm nào đó. Cô chỉ muốn cảm ơn Otis vì đã cho phép bản thân mạnh mẽ mà mở lòng với người khác. Otis sở hữu khả năng độc nhất, đó là khiến cho mọi người được nhìn nhận. Điều này đúng với các bệnh nhân ở phòng khám hay cũng chính là Maeve khi ấy. Nhờ có Otis, trái tim của Maeve đã biết cách đón nhận và giờ nó đã được thay đổi mãi mãi. Vì thế, dù có đi đến đâu thì Maeve sẽ luôn giữ lấy một chút cảm xúc với Otis. Điều đó là không bao giờ thay đổi. Loạt phim giáo dục giới tính chính thức kết thúc tại đây. Một kiệt tác trên màn ảnh nhỏ đã can đảm khi sử dụng những chất liệu nhạy cảm làm bình phong. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hé mở trái tim để cứu rỗi lấy chính bạn cũng như những người mà bạn yêu thương. Cái kết của Sex Education có thể sẽ không được lòng nhiều khán giả bởi tính dở dang của nó. Thế nhưng, ta cũng phải tự đặt câu hỏi ngược lại, liệu bản thân có sẵn sàng đón nhận một câu trả lời tàn nhẫn dành cho những thứ như tình cảm của Ruby hướng về Otis? Nếu không thể, thì có chăng cứ để nó mập mờ, để cho mỗi người được phép tự biên tự diễn về viễn cảnh này xảy ra trong tương lai. Câu chuyện ở Model vốn đã rất ý nghĩa và dù có ghé thăm lại thị trấn ở năm 20 hay 15 năm nữa, cảm xúc vẫn không hề thay đổi bởi chúng ta đều đã cất giữ cho mình một phần rất riêng của nơi đây rồi. Trên đây là tổng hợp của Way to the Movie về những diễn biến đã xuất hiện trong mùa phim cuối cùng của Sex Education. Nếu các bạn phát hiện được ra thêm những chi tiết thú vị nào khác thì cũng đừng ngần ngại comment phía bên dưới để tất cả chúng mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way to Weird out.